Buồn quá chi bi đỏ ơi, từ bữa tới giờ mẹ tớ không có mua cho tớ đồ chơi mới gì hết trơn, ngay cả quần áo đẹp cũng hết luôn rồi. Bữa giờ gần cả tháng nay luôn á, không có được một xíu xiu nào đồ chơi mới hết á, chán quá trời luôn nè. Cho nên tôi mới qua đây, không biết bà có đồ chơi mới gì cho tôi chơi ké với. Trời ơi, tưởng chuyện gì dễ ợt cái gì, hôm qua mẹ mới mua cho tôi một đống đồ chơi mới luôn á, đã lắm luôn, rất là hả đẹp luôn, quá trời kiểu luôn. À bà có muốn chơi không? Để bây giờ tôi lấy ra cho bà coi ha. Trời ơi chi bi đỏ, sao mà bà sướng quá vậy? Đâu đâu đâu, bà lấy ra cho tôi coi coi. Bà đợi xíu, tôi đi vô tôi lấy nè. Cái con chi bi đỏ này nó ngu thiệt luôn á. Nói chung á là nhà mình cũng còn đồ chơi, nhưng mà qua chơi đồ ké của nó thì thích hơn. Chơi đồ của mình nhiều thì nó sẽ mau hư, chơi đồ của nó thì đồ nó sẽ hư, mà đồ mình vẫn còn nguyên. Nói chứ đồ chơi mình cũng quá trời, nhưng mà chắc của nó nhiều hơn của mình, tại vì nhà nó giàu hơn nhà mình mà. Đúng là ngu ơi là ngu luôn, lần nào cũng bị mình lợi dụng mà không biết. Để coi, không biết là nó đem cái gì ra nữa đây. Tên 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 nè chị bi vàng, bà thấy cái gì ở trên đầu tôi không? Wow, trời ơi, một cái cây phone nghe nhạc màu hồng siêu cute luôn, dễ thương quá à. Trời ơi, đã quá à, bà mua đâu vậy? Có mắc tiền không? Ê, cho tôi mượn tôi nghe thử đi. Trời ơi là trời, không có mắc bao nhiêu đâu, mẹ tôi mới mua cho tôi á. Trời ơi, nghe nhạc cực đã luôn nha. Ơ, nhưng mà có một cái à, một cái thì làm sao, chả lẽ bà nghe xíu xong bà đưa tôi, đưa qua đưa lại thì không có vui. Trời ơi, nghĩ sao tự nhiên mua có một cái gì cũng đem ra khoe nó trời. Ai nói với bà là tôi mua một cái, tôi mua tận hai cái, nhưng mà cái kia là màu đen, để tôi lấy cho bà nha. Tên tên, đây nè, màu đen. Đó, bây giờ bà thích cái màu đen hay là cái màu hồng? Wow, trời ơi, công nhận bà đã thiệt nha. Tay phone nghe nhạc mà được mua tận hai cái luôn. Thôi bà nhường cho tôi cái màu hồng đi, cho tôi mượn xíu đi ha. Dù gì cũng là đồ của bà mà, cho nên bà muốn xài lúc nào chả được. Cho nên là bây giờ bà cho tôi mượn cái tay phone màu hồng tôi nghe một xíu đi. Bà xài cái màu đen đi ha. Rồi rồi, tôi cho bà mượn cái màu hồng luôn á. Nhưng mà bà nhớ phải giữ kỹ nha, không là bị hư á. Biết rồi, ích kỷ quá à. Ai mà thèm làm hư của bà đâu. Xong rồi, thế là hai chị em mình có hai cái tay phone nghe nhạc thích thật. Công nhận hai chị em mình giống chị em sinh đôi quá ha. Ừ, mà chưa xong đâu, tôi còn cái này nữa nè, bà đợi tôi xíu nha. Tên tên tên, ngoài cái tay phone nghe nhạc ra, mẹ tôi còn mua cho tôi cái laptop nữa nè. Trời ơi, sao bà xuống gì vậy? Cái laptop này hả, chắc chắn là mắc tiền lắm luôn nè. Công nhận ba mẹ bà thương bà thiệt luôn á. Nghĩ sao nguyên cái laptop tập bự vậy mà cũng mua cho bà nữa. Chứ sao, ba mẹ tôi nói chỉ cần tôi học giỏi thì tôi muốn cái gì cũng được hết trơn á. Hai bạn ấy chơi vui quá, ước gì mình cũng được vô chơi chung ha. Chứ không phải là đứng lứt ở góc vườn như vậy. Mình cũng muốn có bạn. Ê, chi bi đỏ, bà coi có cái con nhỏ nào nó đang thập thò ở đằng sau nhà bà kìa. Đâu? À, cái con bé hàng xóm đó mà, cái đồ nghèo nàn xấu xí. Mày đứng ở đó làm gì? Mày tính qua đây ăn trộm, ăn cắp gì đồ của tao hả? Thấy tao có đồ chơi đẹp, có đồ chơi mới, định qua đây chơi trẻ hay gì? Đi về lẹ lên. Không là tầm mắt mẹ mày nha. Ơi, dạ, em chỉ muốn vô chơi chung với hai chị thôi à. Em thấy hai chị chơi vui quá, em có một mình em buồn. Mắc cười quá, cái đồ nghèo nàn như cưng á mà đòi chơi chung với chị à. Chị đây là con nhà giàu, còn em á là nhà nghèo, cho nên em đừng có mong mà chơi được với hai chị nha. Đúng rồi đó, chi bi đỏ nói đúng. Em còn không mau đi về đi, đứng đây làng sàng, hơi nữa lại mắc đồ của chi bi đỏ là em đó nha. Đúng rồi đó, phải cẩn thận với mấy người nghèo này mới được, thấy đồ chơi của người ta mắc tiền rồi đứng đó địa đi ha. Thôi làm ơn đi về giùm đi. Đúng rồi đó, chi bi đỏ, bà phải cẩn thận với những người này á. Mấy người này thiếu thốn cho nên là hả bà coi chừng á hả là lấy trộm của bà đi đó nha. Bà lo mà đuổi nó về đi. Em không có tính đó đâu. Em chỉ muốn chơi chung với hai chị thôi. Em không có lấy cắp đồ của chị chi bi đỏ. Nhưng mà hai chị không thích chơi với em thì em đi về vậy. Hai chị đừng có nói em như vậy. Thì rõ ràng rồi còn gì. Mấy người nghèo á hay có tính tham lam lắm. Thôi đi về lẹ đi, chơi bời gì, chỗ người ta đang chơi vui à. Dạ, vậy thôi, em chào hai chị em về. Bà phải đuổi mấy người như vậy về là đúng rồi đó. Thôi tụi mình chơi tiếp đi. Nhưng mà tôi nhức đầu quá. Thôi tụi mình tháo tay phone ra để đây đi, đừng có nghe nữa. Nhức đầu quá à, xíu tụi mình nghe tiếp. Ừ, bà nói cũng đúng đó. Thôi tụi mình tháo ra đi. À mà bà ở đây bà đợi tôi xíu nha. Tôi đi vô trong lấy nước với lại trái cây ra cho bà ăn. Tôi cũng quên mất. Ừ, tôi khát quá trời. Bà đi đi. Công nhận con chi bi đỏ này số nó sướng thiệt á. Muốn cái gì được cái đó à. À hay là bây giờ cái tay phone của nó đẹp quá à, với lại nghe nhạc hay nữa. Hay là mình chơm của nó đem về đi, chắc là nó không biết đâu.
Có gì lát hồi nó ra, nếu mà nó phát hiện mắc á, thì mình sẽ đổ thừa. Cái con nhỏ chibi hồng hồi nãy, nó lấy, thì đố ai mà biết được. Bây giờ mình phải lấy cái tay phân hồng mình đi giấu mới được. Mình phải đi giấu nhanh mới được. Xong xuôi. Tôi quên mất, chiếc cây trong tủ lạnh. Hết rồi, mẹ tôi chỉ có mua. Hôm qua cứ hỏi mẹ mua đồ chơi không à. Cũng quên nói mẹ là hết trái cây rồi, mà thông cảm nha. Không có gì đâu. Lát hồi về nhà tôi uống nước sau cũng được, tôi ăn cũng được. Chứ bây giờ tụi mình chơi tiếp đi. Ủa, Chibi vàng, cái tay phone màu hồng ở đâu mất rồi? Hồi nãy bà có để ở đây không vậy? Thì hồi nãy tôi để đây chung với bà mà. Sao mất tiêu vậy nè? Tính ra là nãy giờ tôi đi vô trong nhà tôi lấy nước, còn bà là bà ở ngoài đây, tại sao nó mất mà bà không biết? Hồi nãy tôi mất toilet quá, cho nên là tôi đi toilet, tôi quên đồ của bà để ở ngoài đây. Hay là cái con nhỏ chibi hồng hồi nãy nó lấy ta? Coi chừng là nó đó, nó chứ không ai vô đây đâu. Đúng rồi, nó chứ không ai vô đây hết. Dám ăn cắp đồ của chị hả? Thiệt là bực mình quá đi mà. Tao mà gặp nó là chết với tao. Ơi chibi đỏ, nó kìa, nó lại thập thò ở đằng sau nhà của bà kìa. Đâu, nó đâu? Ghen ha, dám ăn cắp đồ của chị mà còn qua đây hả cưng? Dạ em đâu có ăn cắp đồ gì của chị đâu. Tại vì em thấy hai chị la lối cái gì đó, cho nên là em mới qua nghe thử thôi à. Em không có lấy đồ gì của hai chị hết. Nè, cái con nhỏ nghèo nàn kia, cái tay phone màu hồng của tao là mày lấy đúng không? Ở đây có tao với Chibi vàng và mày, chẳng lẽ Chibi vàng là bạn tao, nó lại lấy đồ của tao? Mày là người lấy đúng không? Cái con bé này hư quá đi mà. Em không có lấy. Bây giờ cưng lo đi về nhà xin tiền mẹ mà đền cái tay phone hồng khác cho chị lẹ lên. Đi liền lẹ. Dạ nhưng mà thôi em về. Hay, bởi vậy tôi nói rồi mà, không có bao giờ mà tin tưởng được những mấy cái người nghèo này đâu. Mà thôi tôi bận rồi, tôi đi về trước nha. Ủa sao bà về gấp vậy? Chẳng phải hôm nay bà nói là chơi tối với tôi sao? Tự nhiên về giờ này hả? Còn sớm mà. Thì tôi nhớ ra, tôi đột xuất nhớ ra là tôi còn chuyện tôi chưa có làm. Thôi có gì ngày mai tôi qua chơi tiếp. Còn bây giờ tôi đi về nha. Mà thôi bà bận thì bà đi về đi. Bye bye bà. Tức cái mình thiệt chứ. Tài phone mới mua đẹp mà lựa ngay cái đẹp lấy nữa. Thiệt bực mình gì đâu luôn á. Nhưng mà cái con bé chibi hồng nó nghèo thiệt cho nên mình ghét nó. Nhưng mà từ đó tới giờ nó là hàng xóm mình, nó chưa bao giờ làm cái gì mà không tốt đối với nhà mình hết trơn á. Thấy con bé có vẻ như là không có giống nó giống. Bây giờ sao ta? Mình nhớ rồi, mình có cái camera trước nhà mà, để mình xem camera mới được. Thiệt là không ngờ luôn. Tại sao chibi vàng lại làm như vậy chứ? Đồ chơi cái gì mình cũng cho nó chơi cơ mà, tại sao nó lại ăn cắp đồ của mình như vậy? Còn đổ thừa cho chibi hồng nữa, là mình đổ ăn cho con bé à. Thiệt tình luôn á. La 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 la. Ủa chibi đỏ, sao mà mặt bà quạo vậy? Bà còn hỏi nữa. Thôi bà đi về đi, tôi không chơi với bạn như bà nữa. Tại sao vậy? Đồ chơi đồ các thứ tôi đều đem chia cho bà chơi chung, mà tại sao bà lại ăn cắp đồ của tôi? Là con bé chibi hồng nó lấy chứ tôi có lấy đâu nè. Bà đừng có chói nữa, nhà tôi có camera trước cửa nhà kia kìa. Tôi hên á là tôi nhớ lại cho nên tôi vô tôi mới coi. Bà chính là người đã lấy cái tay phone hồng đó, làm cho tôi đổ thừa cho con bé chibi hồng. Tội nghiệp nó. Tôi xin lỗi. Tại cái tay phone của bà nó đẹp. Nó đẹp thì bà nói hoặc là bà xin tôi cũng cho mà. Tại sao phải ăn cắp như vậy? Còn để cho tôi phải đổ thừa ăn cho con bé này chứ. Hai chị ơi, em về xin tiền mẹ rồi. Nhưng mà mẹ nói là mẹ không có tiền, cho nên là em không có tiền để đền tay phone cho chị. Chibi Hồng à, chị xin lỗi em nha. Chị đã biết người lấy chiếc cái tay phone hồng của chị rồi. Hả? Vậy hả? Vậy là được rồi. Cuối cùng em cũng không bị nghi an nữa. Thôi chị xin lỗi em nha. Thôi bây giờ em vô chơi chung với chị đi nè. Có thật không ạ? Có thật là chị cho em chơi cùng không? Chị nói thật, kể từ ngày hôm nay em cứ qua chơi chung với chị, chị sẽ cho em chơi đồ chơi chung với chị nè. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Còn Chibi vàng, cậu đi về đi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Tớ biết rồi, tớ xin lỗi chị, thôi tớ về. Tên. Và thế là câu chuyện của ba nàng Chibi chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Đó, hãy nhớ chưa, bạn bè chơi chung với nhau thì nhớ là hãy chân thật và đừng bao giờ chơi xấu với nhau nè. Còn bây giờ thì video cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.